ốc móng tay, ngon quá. Ở đây làm với xào với rau muống rất là ngon, kiểu nó không có bị quá dầu mỡ mọi người, ăn cảm giác nó cũng tươi luôn nha. Ốc ở đây rất là tươi, mà rau muống ở đây họ xào á không có bị héo, họ xào không có chín quá mà cũng không có quá sống, ăn rất là vừa miệng, kiểu nó giòn giòn luôn á. Cái này là phần mình gọi thêm, hồi nãy mình đã ăn một con à. Con sò này nướng với phô mai cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Cái thịt của nó ngọt mà nó thanh mà nó cuốn dữ dằn luôn. Trời ơi mọi người coi nè. Trời ơi, mỡ hành, đậu phộng, phô mai mà chấm với cái này một phát, đưa vô miệng là chỉ có ghiền thôi nha. Chỉ có ghiền ngon, nó cuốn dữ dằn. Wow. Tới đây là phải kêu con sò này nha, xứng đáng đồng tiền luôn đó.